making friends with the feeling of doubt. Last year's pride to hold this high, but always this thing, trying to question why. Say, take it day by day, but it's harder to know sunlight. Try to make sense if there's nothing wrong. So can just my life. Sáng nay Cherry sẽ dắt các bạn đi tham quan một trong những nơi nổi tiếng ở Canada, đó là thác Niagara. Cái thác Niagara này các bạn là cái đường biên giới tự nhiên rất là đẹp. Nó nằm giữa bang New York của nước Mỹ và tỉnh Ontario của Canada. Chào mọi người, mình đây. Cái con đường này mình đi thẳng là tới Mỹ luôn đó. Đây là cái máy lấy cái vé giữ xe. Yeah? Yeah. How much, honey? $1.25. Like a historical monument now? Thì cuối cùng tụi mình cũng đã đến cái thác đó rồi các bạn. Đây là cái tòa nhà hành chính. Thì khi mà đi vào cái thác đó thì mình đi sẽ đi ngang qua một cái cầu này. Và bên này là thác Mỹ. Thác Mỹ và một bên thác nhỏ đó là gọi là thác Khăn Tràn Cô Dâu. Khăn Quanh Cô Dâu. Thì cái cầu bên kia là cái cầu bắc ngang từ Canada sang Mỹ. Đây là cái biên giới lớn nhất của Canada và Mỹ. Kia các bạn thấy đó là cái thác Horseshoe, họ có nghĩa là móng ngựa. Thì cái thác móng ngựa là một trong những ba thác lớn nhất ở đây, là nằm bên lãnh thổ của Canada. Và đây, chiếc tàu màu đỏ này là biểu tượng của Canada. Bạn thấy xa xa không? Đó là lá cờ của Canada.
thì tàu màu đỏ là của Canada, tàu màu xanh là của Mỹ, để phân biệt hai quốc gia. Oh, that is the Canada boat. Yeah. It's red one, right? Yeah, people get red. Thì các bạn thấy xa xa là cái tàu màu xanh, xanh lá cây, thì ở trên là mọi người đều mặc áo gọi là áo mưa màu xanh da trời. Thì cái tàu màu xanh này là biểu tượng cho tàu này là của Mỹ. Đây là xung quanh thì có cái casino, khách sạn. Còn đây là cái mình phát hiện ở đây, họ để một cái đầu tàu xe lửa rất là cổ. Thì cái đầu tàu này có khoảng chừng 100 tuổi rồi đó các bạn. Còn đây mình rất là khoái nhất ở Canada là mấy em vịt đang bơi tung tăng. Ở đâu cũng có bạn, đây là vịt trời. Thì họ rất là bảo vệ thiên nhiên ở đây, cho nên là mấy em này được rất rất là an toàn khi ở Canada. Thực sự khi mình đi đến thác Niagara này á, thì mình cũng thấy cái mối quan hệ giữa Mỹ và Canada rất là mật thiết luôn. Bởi vì ở đây bên kia đường các bạn, cái đường bên kia đó là cái đường đó là bên Mỹ, cho nên là phương tiện giao thông đi qua đi lại chỉ cách một cái chốt thôi là họ sẽ xét bạn là nếu bạn là người Canada thì khỏi cần phải có visa luôn, thì mình trực tiếp là đi ngang qua chốt đó và vào bên Mỹ luôn. Thì video của Cherry hôm nay đến đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Cherry. Bye bye.